Con xin kính chào cộng đoàn. Con là linh mục An Mai dòng Chúa Cứu Thế. Con xin gửi đến cộng đoàn bài viết của con. Khi biết cuộc đời là cõi tạm, lòng thênh thang nhẹ nhàng. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình ngắn ngủi, nơi chúng ta chỉ là những kẻ khách qua đường, ghé lại trong chốc lát, rồi cũng phải rời đi. Khi hiểu rằng kiếp người chỉ là cõi tạm, ta mới chợt nhận ra rằng mọi sự được mất, hơn thua cũng chỉ là một giấc mộng dài. Đến khi nằm xuống, nhìn lại, ta mới hiểu rằng đời này cũng chỉ tựa khói sương mờ ảo và chóng tan. Giữa dòng đời xô bồ, ta mãi miết chạy theo những ước vọng, những thành bại. Để rồi một ngày nhìn lại, mới nhận ra rằng mọi thứ ta dày công vun đắp cuối cùng đều sẽ tan biến. Những cuộc tranh đấu để thắng, những nỗi buồn khi thua, liệu có còn ý nghĩa khi ngày sau tất cả cũng trở về cát bụi? Ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, rời đi cũng chẳng mang theo được gì ngoài những dấu ấn đã in trên hành trình từng bước qua. Đến một thời điểm nào đó trong đời, khi những sợi tóc bắt đầu nhuốm màu thời gian, khi đôi chân không còn mạnh mẽ như trước, ta mới chợt hiểu rằng tuổi trẻ đã đi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Đó là lúc ta nhìn thấy rõ hơn sự vô thường của cuộc sống. Những nỗi đau, những hờn giận khiến ta day dứt, giờ đây bỗng trở nên nhạt nhòa. Ta không còn gồng mình giữa bộn bề, chẳng còn cố gắng nào níu kéo được những điều không thuộc về mình. Ta học cách bình thản giữa dòng đời, để tâm hồn không bị vướng bận bởi những điều không đoán. Ta thường nghĩ hạnh phúc là điều gì đó lớn lao, phải tìm kiếm ở đâu xa. Nhưng rồi mới nhận ra rằng hạnh phúc thật ra rất đổi bình dị. Hạnh phúc là khi ta biết sẽ chia nụ cười, lời nói ấm áp, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm bên người thân yêu. Hạnh phúc cũng đến khi ta biết buông bỏ những muộn phiền, không còn bám chấp vào những thứ ngoài tầm tay. Như sau cơn giông bão, bầu trời sẽ dần sáng lại, những đám mây đen cũng tan biến. Tâm hồn ta cũng vậy, sẽ nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn khi biết cách buông bỏ. Trong cõi nhân gian này, mọi thứ đều là duyên. Duyên đến ta đón nhận, duyên đi ta mỉm cười buông tay. Khi ta học được cách sống thong thả tùy duyên, không cưỡng cầu, không níu kéo, ta mới thật sự cảm nhận được sự bình an. Cuộc sống không cần quá nhiều toan tính hay tranh đoạt, chỉ cần mỗi ngày ta biết sống thật trọn vẹn, sống vì những điều mình trân quý, thì đó đã là một cuộc đời ý nghĩa. Đời người ngắn ngủi và vô thường, khi hiểu rằng kiếp này chỉ là cõi tạm, ta sẽ không còn đặt nặng những được mất, không còn để tâm quá nhiều đến hơn thua. Thay vào đó, ta học cách sống trọn từng khoảnh khắc, biết trân trọng những điều bình dị xung quanh. Đời như khói sương, nhưng chính sự nhẹ nhàng, thong thả giữa nhân gian lại khiến hành trình này trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Vậy nên, cứ sống tùy duyên, thong dong bước qua những ngày tháng còn lại, bởi hạnh phúc thực sự luôn ở quanh đây, trong những điều đơn giản nhất.